Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Lỗi phát sinh xét tuyển đại học khiến nhiều thí sinh bối rối trong quá trình xét tuyển. Nguy cơ dịch chồng dịch khi thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống từ 15 giờ hôm nay. Vùng tâm lũ Xuân Minh, Hà Giang oanh minh hứng trận lũ lớn trong hơn 30 năm trở lại đây. Kính thưa quý vị, xét tuyển đại học năm 2022 đang đi đến giai đoạn nước rút. Đây là năm đầu tiên các trường đại học trong cả nước phải sử dụng hệ thống lọc ảo chung. Dù đảm bảo mục tiêu công bằng nhưng cũng có những lỗi phát sinh khiến cho nhiều thí sinh bối rối trong quá trình xét tuyển. Đã trúng tuyển nguyện vọng 2 bằng phương thức xét tuyển sớm vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng Minh Hòa lại không có tên trong danh sách trúng tuyển của trường. Do sai nên là không được báo đỗ trúng tuyển. Thì con ra trường mong muốn là có cơ hội được sửa và được tiếp tục học tập ở môi trường. Giải quyết trường hợp của em, sẽ có thông tin cụ thể thông báo gọi điện cho em sớm nhất thì trong ngày hôm nay. Ví dụ như phương thức xét tuyển sớm với cả cái nguyện vọng thì lại đăng ký bằng các nguyện vọng, hoặc có thể là bằng xét tuyển bằng học bạ thì các em lại sử dụng cái điểm thi trung học phổ thông. Hệ thống đã có những cái hỗ trợ, đã có những cảnh báo, nhưng mà cũng một phần đấy là cái sự ngăn chặn, cái phần mềm và cơ chế chưa ngăn chặn hết các lỗi của em. Cái việc mã hóa, các trường mã hóa những cái phương thức xét tuyển ấy, đôi khi chưa khoa học, chưa logic, cho nên dẫn đến nhầm lẫn các em. Đã hướng dẫn các trường để rà soát và hầu hết các trường hợp các em đã được giải quyết. Ngành giáo dục cần sớm thực hiện những giải pháp căn cơ để những lỗi như vậy sẽ không còn tái diễn cho các thí sinh ở các mùa tuyển sinh sau. Và để làm được cũng cần có sự chung tay có trách nhiệm hơn trong quá trình đăng ký từ phía thí sinh. Gần 5 tháng nay, do thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng mà hàng ngàn trẻ đã không được tiêm ngừa đúng hạn. Đặc biệt là việc thiếu các loại vaccine sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván đã ảnh hưởng tới việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại cộng đồng. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh càng lo lắng hơn khi nguy cơ bùng dịch sởi có khả năng xảy ra và COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của người dân. Theo thống kê, từ tháng 5 đến giữa tháng 9, thành phố đã không nhận được phân bổ vaccine sởi và nhóm vaccine bạch hầu, uốn ván, ho gà từ Bộ Y tế. Tỷ lệ bao phủ vaccine sởi phải đạt ít nhất 95% ở trẻ dưới 1 tuổi mới có thể kiểm soát được dịch. Suốt cái thời gian 2 năm mà cách ly đó, thì cái khả năng tiếp cận của vaccine ở những cái trẻ nhỏ nó đã giảm rồi, lại tiếp tục thiếu, điều đó rất là nguy hiểm. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc tự chủ động phòng ngừa bệnh cho đến khi có vaccine. Đặc biệt là phải quan tâm đến việc mà dự phòng không dùng thuốc, tức là đối với người lớn thì luôn luôn là phải thực hiện rửa sạch tay trước khi tiếp xúc chăm sóc trẻ em. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã 3 lần gửi công văn báo cáo Bộ Y tế vào tháng 6, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đề nghị phân bổ kịp thời các vaccine trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nguồn cung cấp nào. Từ 15 giờ hôm nay, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống, mức giá xăng giảm về mức tương đương thời điểm tháng 10 năm 2021, cũng là lần giảm thứ 3 liên tiếp. Trong đó, RON 95 giảm 631 đồng về mức 22.584 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng, giá mới là 21.781 đồng. Với các mặt hàng dầu, dầu diesel giảm 1.644 đồng về mức 22.536 đồng mỗi lít. Dầu hỏa giảm 1.977 đồng xuống còn 22.441 đồng mỗi lít và dầu mazut giảm 383 đồng về mức 14.656 đồng một ký. Tại kỳ điều hành này, ngoài việc ngừng chi quỹ bình ổn giá, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95 và dầu mazut tương đương kỳ trước. Tuy nhiên, mức trích tăng ở dầu diesel là 300 đồng mỗi lít so với kỳ trước là 90 đồng mỗi lít, và dầu hỏa ở mức 300 đồng mỗi lít so với kỳ trước là 200 đồng mỗi lít. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư BOT Cai Lậy sớm hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại trước ngày 25 tháng 9 để tiến hành thu phí đúng thời hạn. Đơn vị yêu cầu chủ đầu tư cần ưu tiên hoàn thiện vạch sơn đường biển báo đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời khắc phục phần mặt đường bị hỏng lớn tại tuyến tránh và cần ưu tiên sửa chữa ngay. Về vấn đề này, theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy, các công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh an toàn giao thông cơ bản sẽ hoàn thành vào ngày 23 tháng 9. Theo Tổng cục Đường bộ, nếu việc khắc phục hoàn thành, chủ đầu tư BOT Cai Lậy cần hoàn thiện các thủ tục để trước khi thu phí chính thức vào ngày 7 tháng 10.
Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, lực lượng chức năng hai nước Campuchia và Việt Nam đã nhanh chóng tiến hành hoàn tất các thủ tục giao nhận 92 lao động Việt Nam từ chính quyền Campuchia trao trả. Trong đó có 71 công dân chạy thoát khỏi sông bạc Lucky 88 ngày 17 tháng 9 vừa qua và 21 công dân không có hộ chiếu giấy tờ tùy thân được lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Theo thông tin ban đầu, đa số những công dân này bị bắt giữ trái pháp luật và ép buộc lao động trong các công ty hoạt động quanh khu vực dọc biên giới Campuchia. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, nhóm này được đưa vào trạm biên phòng Mộc Bài để phục vụ công tác xác minh, lấy lời khai và hoàn tất một số thủ tục cần thiết. Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục lấy lời khai xác minh thân nhân của nhóm người này trước khi trả về cho 33 địa phương. Mua con rái cá bị thương hoại tử một chân do dính bẫy từ người bán dạo, một người dân ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện giao nộp con vật trên cho chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Con rái cá vuốt bé nặng khoảng 3,6 kg, tên khoa học là Onyx cinereus, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một con rái cá do ông Lê Hoàng Sa ở phường Tân Quy, quận 7 tự nguyện giao nộp. Ông Sa cho biết mua con rái cá trên từ một người phụ nữ bán dạo trên đường Lê Văn Lương ở quận 7 vào khoảng vài ngày trước với giá 1,4 triệu đồng. Đi ở ngoài đường tôi có gặp một cái cô đó bán, bỏ trong cái bao có này phần mua, nhưng mà tình nguyện là giao cho anh em là hỗ trợ nuôi để bảo tồn. Một cán bộ thuộc chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không nên mua khi thấy có người bán động vật hoang dã trái phép mà cần báo ngay cho chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, cũng như báo ngay cho Ủy ban Nhân dân, Công an xã phường nơi gần nhất. Hiện nước lũ đã tràn về các cánh đồng ở những địa phương đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp như huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, thành phố Hồng Ngự. Gác lại việc đồng áng, người dân vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp mưu sinh theo con nước bằng việc đánh bắt thủy sản. Nhiều người rất phấn khởi vì có thêm thu nhập với nghề đặt lọc cua đồng. Mùa nước nổi hàng năm, người dân vùng đầu nguồn thường bỏ mồi vào trong lọp và đặt trên đồng ruộng để bẫy cua. Không chỉ kiếm sống bằng nghề đặt lọp, vào mùa nước nổi, gia đình anh Mộng còn làm thêm nghề thu gom cua để gửi cho các thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Mỹ năm nay đã gần 60 tuổi và đã có hơn 30 năm kiếm sống bằng nghề đặt lọp cua đồng. Mùa nước nổi năm nay với 300 cái lọp, mỗi ngày ông đi đổi lọp từ 5 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thu hoạch chừng 20 đến 30 kg cua và thu nhập trên dưới 400.000 đồng. Đổ đi 5 giờ đó là quất tới 3 giờ vậy. Mấy gì đổ có khi nước lên thì 30 ba mấy giờ, còn không có nước nó giật thì 20 hai mấy, còn với mùa khô thì nó chạy ít thì nó thiếu hơn. Với nghề đặt lọp cua đồng, vừa kiếm thức ăn, cải thiện bữa cơm gia đình, vừa giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi, người dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể trong mùa nước nổi. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 9, do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to trong nhiều giờ. Kéo theo đó là lũ ống, lũ quét, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Xã Xuân Minh, huyện Quang Bình chịu tác động nặng nề nhất trong đợt lũ này. Theo người dân địa phương, sau hơn 30 năm trở lại đây mới có một trận lũ lớn như vậy. Tại thôn Lan Cang, cũng như nhiều gia đình khác, tài sản tích lũy nhiều năm của hộ anh Luồng đã cuốn trôi theo dòng nước. Thì gia đình chả còn gì nữa, bây giờ còn đúng cái nhà xây thì hai tầng, bây giờ còn là cái lại móng gà các thứ đi hết. Khi tỉnh dậy thì nước đã đến chân rồi, thế là tôi chỉ biết ôm con với một cái chăn mỏng nữa, là gia đình tôi chỉ biết chạy. Theo chỉ đạo là lực lượng dân quân, công an, thanh niên, phụ nữ, vận động hội viên, đoàn viên để tham gia giúp đỡ, trước mắt là làm nhà tạm cho các cái hộ gia đình. Nằm ở độ cao từ 700 đến 800 mét so với mực nước biển, từ quốc lộ 279 để lên được xã Xuân Minh phải men theo con đường dòng dèo khúc khuỷu hơn 20 km. Sau mưa lũ, con đường này nhăm nhở thêm dưới trên 30 điểm sạt lở. Cho đến nay, một số tuyến đường giao thông vẫn đang bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã và đang phối hợp cùng các đơn vị và người dân khắc phục hậu quả thiên tai với mong muốn cuộc sống trở lại bình thường sau lũ. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong vụ sập kho hàng ở thành phố Sao Paulo, Brazil. Vụ việc xảy ra hôm qua 20 tháng 9 trong lúc hai ứng cử viên quốc hội John Donizete và Eli Santos đang thăm công ty Multitene, thì phần bê tông bên trần trong nhà kho đổ sập đè lên họ và các nhân viên công ty. Trên trang Facebook cá nhân, ông Donizete cho biết ông và ông Santos đã được cứu kịp thời, tuy nhiên ít nhất 9 người đã tử vong. Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa địa phương, có 31 người đã được giải cứu và 28 người trong số này được đưa đến các bệnh viện gần đó. Đại diện Sở Cứu hỏa cũng cho biết có thể vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của kho hàng.
một trong những nông trại tại khu định cư Do Thái lâu đời nhất ở Israel, đang cung cấp những trái cây độc lạ nhờ quá trình thụ phấn chọn lọc, tuyển ra cây có đặc điểm mới. Theo chủ nông trại, việc tuyển chọn ra một cây giống loại mới thường là quá trình lâu dài, từ 10 đến 15 năm. Mận lựu, mận dưa hấu, mơ đen, đó là những trái cây người ta có thể gặp tại nông trại Phát Đạt nhờ tạo cây ăn trái, lai giống và giống cây cải thiện. Chúng tôi tuyển chọn các giống cây ăn trái lai từ 40 năm qua và sản phẩm bán ra theo tiêu chí mới lạ về hình thức và hương vị. Các nhà nông học cho rằng cải tạo giống cây trồng là một phương thức đáng quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Qua việc cải thiện những đặc tính phù hợp, người ta có thể tìm ra giống cây trồng chịu hạn hay ngược lại chịu nước, hoặc cây trồng không cần dùng tới thuốc hóa chất bảo vệ thực vật. Một số giống cây lai của trại Bendor được các nhà chuyên môn đánh giá là có tiềm năng mang đi trồng ở nơi khác, tại những nơi mà trong điều kiện bình thường cây không phát triển được. Bảo tàng Orsay Paris vừa khai mạc triển lãm dành cho những sáng tác của Edvard Munch, danh họa người Na Uy, thuộc trường phái biểu tượng, được biết đến nhiều với hình tượng tiếng thét, đến nỗi bức tranh và các phiên bản của nó có phần làm lu mờ sự nghiệp sáng tác đồ sộ của ông. Bức tiếng thét ban đầu có tên Tình yêu và nỗi đau, mô tả sợi dây gắn kết giữa sự sống, tình yêu và cái chết, những biểu tượng mang tính ám ảnh trong sáng tác của Munch. Nhưng ngoài tác phẩm này, Munch còn sáng tác nhiều bức tranh đặc sắc khác. Một số bức tiêu biểu cho phong cách hội họa của ông được tập hợp tại triển lãm Orsay Paris theo một hành trình tham quan giúp người xem theo dõi sự thay đổi trong tư duy nghệ thuật của tác giả. Triển lãm được thiết kế như một chuyến du hành sâu lắng đi xuyên qua 60 năm sáng tác hội họa của ông, từ Na Uy đến Paris hay Berlin. Edvard Munch sinh năm 1863, mất năm 1944. Sự tìm tòi sáng tạo của ông từng bị Đức Quốc xã cấm vì cho đó là tư duy nghệ thuật suy đồi. Triển lãm hồi tưởng về Edvard Munch ở Bảo tàng Paris Orsay sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng Giêng năm 2023. Lễ hội kéo xe gỗ nổi tiếng nhất Nhật Bản Danziri Matsuri đã quay trở lại sau 2 năm vắng bóng vì dịch COVID-19. Theo người dân địa phương, lễ hội ra đời khoảng 300 năm trước như một nghi thức cầu nguyện cho vụ mùa bội thu. Lễ hội diễn ra tại thành phố Kishiwada, tỉnh Osaka. Những chiếc xe gỗ lớn với trọng lượng lên đến hàng ngàn kg và các đội đại diện cho các khu dân cư khác nhau tham gia cuộc thi kéo xe tốc độ trên đường phố. Mỗi đội có một người ngồi trên xe để điều hướng và trình diễn điệu múa quạt truyền thống. Tôi nghĩ lễ hội là nơi mọi người có thể giải tỏa căng thẳng sau những ngày bận rộn. Trong văn hóa Nhật Bản, mọi thứ đều có linh hồn và chúng tôi tự tay làm ra chiếc Danziri này. Đối với chúng tôi, đây là một vật rất linh thiêng. Khoảnh khắc chính ở lễ hội là Yari Mawashi, thời điểm chiếc xe diễu hành nặng khoảng 4 tấn quay đầu và tăng tốc. Cuộc thi thường niên mang tên Space Out nhằm vinh danh người giỏi nhất trong việc không làm gì vừa diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện thu hút hàng chục người tham gia. Khoảng 50 thí sinh tham gia cuộc thi năm nay. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, là các thí sinh chỉ cần ngồi im một chỗ trong vòng 90 phút và không làm gì. Ai là người có nhịp tim ổn định nhất sẽ chiến thắng, ai ngủ quên hay làm việc riêng sẽ bị loại. Chiến thắng năm nay thuộc về Kim Yong-yop, một nhà sản xuất chương trình truyền hình. Những người làm nghề như tôi phải suy nghĩ rất nhiều, chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhờ cuộc thi này mà tôi được nghỉ ngơi trong chốc lát. Nếu được mời tham gia cuộc thi năm sau thì tôi sẽ tiếp tục tham gia. Cuộc thi này do một nghệ sĩ ở tỉnh Wuxian khởi xướng từ năm 2014, sau đó được tổ chức hàng năm và được nhân rộng ra khắp Hàn Quốc, thậm chí cả quốc tế. Một cuộc thi Space Out khác sẽ được tổ chức tại lễ hội Sinhong Gatgon ở Hàn Quốc từ ngày 24 đến 25 tháng 9 tới đây. Tiếp theo trong chương trình, gặp sự cố khi đang lùi, ô tô lùi lao qua đường gây hư hại nhiều tài sản. Cháy tiệm sửa xe máy, 6 người trong nhà kịp thoát ra ngoài. Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai hôm qua đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Hồng Thiên Bảo, Đinh Thị Thu Hiền và Nguyễn Quốc Quân cùng trú tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ việc này thì cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, chiều tối 19 tháng 9, lực lượng phối hợp công an huyện Vĩnh Cửu và công an xã Thành Phú kiểm tra hành chính nhà Bảo và Hiền thuê ở ấp 1 xã Thành Phú. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có 4 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. Ngoài ra, trong thùng carton tại phòng khách,
cơ quan công an phát hiện một khẩu súng giống súng rulo cùng 3 viên đạn và một số hung khí tự chế khác. Ngoài ra khi kiểm tra cốp xe máy của Quân, công an cũng phát hiện một gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. Qua đấu tranh, cả ba khai nhận nghiện ma túy nên mua về sử dụng thì bị bắt. Về nguồn gốc khẩu súng, Bảo khai nhận khi dọn dẹp bên hông nhà phát hiện nên cất giấu nhằm mục đích sử dụng hoặc bán cho người có nhu cầu. Hôm nay, Công an Tây Ninh cho biết đã bàn giao 4 đối tượng cho Công an huyện Gò Dầu thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đó là Ngô Tấn Đạt, Đinh Tấn Lợi, Huỳnh Chí Bảo, Lê Văn Quý, đều ngụ huyện Gò Dầu. Cả 4 hiện đã bị tạm giữ hình sự. Lúc 19 giờ ngày 20 tháng 9, cảnh sát hình sự phát hiện Bảo và Đạt mang xe mô tô vừa trộm được ở xã Thành Đức đến khu vực biên giới thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, nên tiến hành bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật. Ngay sau đó, công an tiếp tục bắt khẩn cấp thêm đồng bọn của chúng là Lợi và Quý. Tang vật thu giữ, hai dụng cụ dùng để bẻ khóa xe, 4 xe máy và 4 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 10 vụ trộm xe trên các huyện và thành phố Tây Ninh. Công an đang mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Huế cho biết vừa bắt tạm giam đối với Võ Văn Anh Tuấn, sinh năm 2004, trú ở thành phố Huế, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 9, Võ Văn Anh Tuấn khi đi ngang một căn nhà trên đường Hồ Xuân Hương, phường Gia Hội, thì phát hiện cửa sổ nhà này không khóa, nên thò tay trộm được một điện thoại di động. Sau đó, Tuấn lấy được mật khẩu điện thoại, nhập vào ứng dụng chuyển tiền rút 11 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Nhận được tin báo, Công an thành phố Huế nhanh chóng tổ chức lực lượng xác minh, truy xét đối tượng gây án. Sau đó, Công an thành phố Huế bắt giữ được Tuấn tại một quán game trên địa bàn. Được biết, Tuấn là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng án. Xe container đang lưu thông thì bất ngờ bị lật ngang trên cầu Vàm Cống nối liền giữa hai tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ. Một người mắc kẹt trong thành cầu. Khoảng 22 giờ tối qua, chiếc xe đang di chuyển trên đường theo hướng từ Đồng Tháp đi Cần Thơ. Khi đến cầu Vàm Cống thì bất ngờ gặp sự cố. Cùng thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đi cùng chiều bị xe container đè trúng. Tại hiện trường, xe container bị lật ngang, xe máy bị hư hỏng nặng. Người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nặng, bất tỉnh trong tình trạng nguy kịch. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Ô tô đang lùi bất ngờ gặp sự cố lao qua đường gây hư hại nhiều tài sản. Vụ việc xảy ra tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh còn khiến một người phụ nữ bị thương. Theo thông tin ban đầu, gần 10 giờ sáng nay, xe ô tô biển số 51K42281 do người đàn ông cầm lái lùi xe từ trong điểm đăng ký xe ô tô trên đường sông Hành quốc lộ 22 ra đường. Bất ngờ chiếc xe lùi với tốc độ nhanh băng ngang qua bên kia đường, lao lên vỉa hè, tông gãy trụ nước cứu hỏa. Chiếc xe tiếp tục hút sập tường rào bê tông của một công ty, lao vào phía bên trong khuôn viên và trúng nhiều xe máy. Ghi nhận tại hiện trường, một mảng bê tông lớn khoảng 5 mét bị ô tô tông thủng đè lên người bà Nguyễn Thị Gòn, 50 tuổi, quê An Giang. Nạn nhân bị thương sau đó được người dân đưa đi vào bệnh viện. Lực lượng chức năng đã có mặt khắc phục sự cố. Sáng nay, một tiệm sửa xe máy trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn làm nhiều đồ đạc bên trong bị hư hại. Theo thông tin ban đầu, gần 5 giờ, người dân sống trên đường Bạch Đằng phát hiện khói lửa bao trùm tiệm sửa xe máy. Mọi người hô hoán nhau mang bình chữa cháy mini cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Mặt tiền căn nhà nhanh chóng bị lửa đỏ rực bao trùm, khói bốc nghi ngút. 6 người ở bên trong tiệm sửa xe đã phát hiện và kịp thoát nạn ra ngoài bằng lối cửa sau. Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt phá cửa tiệm và khống chế đám cháy ngay sau đó. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ. Một huấn luyện viên bóng rổ đến từ Louisiana, Mỹ đã xác lập được không chỉ một mà đến 5 kỷ lục mới nhờ kỹ năng ném rổ thượng thừa của anh. Và tất cả đều được thực hiện chỉ trong một ngày. Cú ném rổ xa nhất do Nam thực hiện được xác lập năm 2014 với quãng đường bóng bay được là 34,29m. Tuy nhiên, Joshua Walker đạt thành tích 34,6m. Kỷ lục tiếp theo là cú móc bóng sau lưng xa nhất. Đây được xem là thử thách mà Joshua gặp khó khăn nhất do không thể kiểm soát được hướng ném. Anh đạt 14,63m. Theo sau đó là thành tích của cú móc bóng xa nhất, cũng là kỹ thuật mà Joshua cảm thấy tự tin nhất khi thực hiện. Anh xác lập kỷ lục mới ở khoảng cách 24,38m. Kỷ lục thứ tư là cú ném bóng dội đất xa nhất, là thử thách khiến anh thất bại nhiều lần nhất. Tuy vậy, sau cùng anh vẫn thành công với cú ném 28,95m. Cuối cùng là kỷ lục cho cú ném ngược xa nhất, đến 25,61m.
Joshua chia sẻ, anh bắt đầu chơi bóng rổ khi mới 5 tuổi và đã yêu thích nó kể từ đó. Anh hy vọng các thành tích của mình sẽ tạo động lực cho những người khác vượt qua. Đàn cá voi khoảng 230 con đang bị mắc cạn trên bờ biển phía tây của bang Tasmania, Australia. Trước đó, người dân ở đây chỉ phát hiện 14 con cá voi dạt vào một hòn đảo ngoài khơi bờ biển đông nam bang này. Bộ Tài nguyên và Môi trường bang Tasmania cho biết con cá voi mắc kẹt gần lối vào cảng Mackay thuộc chi cá voi hoa tiêu. Ít nhất một nửa trong số chúng được cho là vẫn còn sống. Cơ quan này cho biết một nhóm các nhà hoạt động thuộc chương trình bảo tồn biển địa phương đang lắp ráp thiết bị cứu hộ cá voi. Theo các chuyên gia, việc cá voi đồng loạt dạt vào bờ là điều bất thường. Họ nói rằng nhiệt độ ấm hơn cũng có thể làm thay đổi các dòng hải lưu và thay đổi dòng chảy thức ăn truyền thống của cá voi, qua đó buộc chúng phải di chuyển để tìm các nguồn thức ăn khác nhau. Đang phụ mẹ tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, bé gái 13 tuổi mất liên lạc sau khi leo lên xe của người lạ. Vào hôm nay, anh Trương Văn Tuấn Lớn, 44 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, đã trình báo công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về việc con gái của anh là Trương Thị Tuyết Mai mất liên lạc nhiều ngày. Trước đó, tối ngày 17 tháng 9, bé gái đi ra khu vực gần chợ trò chuyện với người đàn ông lạ mặt rồi leo lên xe máy của người này. Lần theo hình ảnh camera, gia đình anh Tuấn Lớn xác định con gái anh được người đàn ông này chở qua tỉnh Bình Dương. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai vào lúc 6:30 trên cả hai kênh HTV9 và HTV7. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.